các bác đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Đăng Long nhé. Hôm nay em quay một đám đất này bán với diện tích là 5 hecta các bác, trong sổ là 4 hecta 9. Trong đó là có hơn một ngàn cây cao su là nó như thế này các bác. Hai hết mốt cao su nữa các bác. Đất thì ở đây thì là triền, đất triền khoảng tầm cái 25 độ. Đất của mình đây là thuộc là xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk Lờ Lấp, tỉnh Đắk Nông nha các bác. Từ chỗ vị trí em đang đứng ở chỗ đất này thì cách đường nhựa ấy là khoảng tầm cứ 1.5 cây số. Còn cách chợ, trường học, ủy ban là khoảng tầm cứ 4 km. Trên đất thì mình đã có nhà rồi các bác. Một cái nhà cấp 4, nhà gỗ. Nhà cấp 4. Cái cao su còn đẹp lắm các bác. Trên đất của mình là có cả cà phê nữa. Cà phê là 3.000 cây. Trong đó là có 1.000 cây cà phê lớn như thế này. 1.000 cây cà phê lớn. Gần 2.000 cà phê nhỏ. Đây là nhà dưới đây các bác. Một cái nhà gỗ. Đất mình thì có 1.000 cây cà phê lớn như thế này. Và có gần 2.000 cà phê tơ. Còn chỗ nước và bên dưới cà phê tơ bên dưới kia thì tí em sẽ quay bay ở trên cao cho các bác xem. Đất mình đây là đất đỏ ba gian các bác, không có một tí sỏi đá. Trên đây là đường đi xuống đây các bác. Đây mình là nằm từ trên đường to luôn, từ đường to từ bên trên đỉnh trên đường đây đi xuống. Bên dưới đây là như cà nhỏ mới trồng rồi các bác. Cà nhỏ mới trồng như này là gần 2.000 cây nha các bác. Mít Thái như thế này thì khoảng cỡ tầm 100 cây mới trồng một năm. Đây này, em đang đứng ở trên đầu rẫy nha các bác. Em đứng trên đầu rẫy. To đẹp nha các bác. Em sẽ quay trên đường cho các bác xem. Đây cà phê tơ đây. Đứng ở trên đầu rẫy nha các bác. Đây là đường đất, chiều ngang là 4 m. Xe tải với xe hơi đi vào tận nơi cho các bác. Còn cuối con đường ở trong đây là còn 4-5 hộ dân nữa. 4-5 hộ dân là còn đang sinh sống trong đây. Đường này là đường cụt cho các bác. Đường nhánh. Đây em đứng đầu đấy đây. Và cái giá chủ nhà đưa ra là
400 triệu trên 1 hecta còn thân lượng nha các bác. Diện tích ở trong sổ là 4 hecta 9, bên ngoài là 5 hecta 3. Trong đó là có 1.000 cây cà phê lớn, gần 2.000 cà phê nhỏ. Cà phê nhỏ mới trồng năm nay, mít thái mới trồng được 1 năm là 100 cây, và hơn 1.000 cây cao su. Đất thì thoải tầm cứ 25 độ. Dưới nước là dưới đất là bên dưới là đã có hai cái hồ, có nhà. Thì bây giờ em sẽ bay ở trên cao, quay ở trên cao xuống để cho các bác xem nhé. Thì em sẽ vẽ cái hình đất. Hình đất và quay từ bên dưới, từ cái nguồn nước. Quay ở đây cho các bác xem nhé.